Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thế Giới Laptop. Và bây giờ thì đã hơn nửa tháng 3 rồi, có nghĩa là chỉ còn khoảng đâu đó tầm 3 tháng thôi thì sẽ bước vào cái kỳ thi quan trọng nhất của các bạn lớp 12, chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và hiện tại thì có nhiều bạn cũng đang trên hành trình tìm cho mình một em thiết bị phù hợp để có thể hỗ trợ các bạn trên cái việc học ở giảng đường đại học á. Và tụi mình cũng có nhận được nhiều thắc mắc là không biết là nên sử dụng iPad hay MacBook để cho thỏa mãn cái nhu cầu giải trí cũng như là cái việc nghiên cứu học tập, bởi vì nhìn chung thì hai hệ này nó tương đương với nhau. Và hãy cùng xem video này để giải đáp nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về ngoại hình trước. Thì hiện tại là vẫn nhiều người thích sử dụng iPad bởi vì cho rằng nó sẽ gọn nhẹ hơn so với MacBook nhiều. Nhưng mà hả, mình cũng thấy cái điều đó nó cũng hơi sai sai, tại vì bây giờ cũng có nhiều loại MacBook nó được gọi là nhỏ gọn hơn rất là nhiều, và cái cỡ màn hình cũng như là cái kích thước của nó cũng gọi là tương đương với một em iPad rồi. Và em iPad thì có thể mọi người có thể thấy là cái màn hình của cái iPad này nó cũng ngang ngửa với cái MacBook luôn, cho nên là về cái độ nặng, độ dày mình nghĩ là nó tương đương với nhau, chứ nó không phải gọi là chênh lệch nhiều lắm đâu. Thì tùy theo cái gu của mọi người cũng như là cái nhu cầu á, thì mình có thể chọn cái kích thước nó phù hợp với mình, như là 12.9 hay là 11.9 gì đó, hoặc là có thể nhỏ hơn, có thể là lớn hơn. Còn về chất liệu thì cả hai đều được làm từ những cái chất liệu tương đương với nhau, như là kim loại, như nhôm, cho nên nó mang một cái vẻ khá là bóng bẩy nè, sang trọng và khá là mịn mướt rồi đó. Tuy nhiên thì cái chất liệu nhôm này nó khá là dễ chày xước và dễ bám bẩn, là mọi người hãy lưu ý trong quá trình sử dụng nha. Xét về ý kiến cá nhân của mình, và là đứng trên cương vị một người là sinh viên đang học về ngành truyền thông, thì mình sẽ thích MacBook hơn, bởi vì nếu mà sắm một em iPad với cỡ màn hình lớn là 12.9 kèm với lại một cái em bàn phím rời và một cái Apple Pencil thì nó cũng tương đương giá cả với lại một em MacBook rồi. Và khi mà mình sử dụng cái MacBook á, mình cảm thấy có cái sự gọi là liên kết cứng giữa bàn phím cũng như là cái hệ điều hành hay là màn hình đồ đó, thì nó sẽ đỡ phải xảy ra những cái vấn đề như là bị trượt bàn phím, bị lắc bàn phím các kiểu. Khi mình gặp iPad cùng với bàn phím rời thì mình gặp cái tình trạng là bàn phím không ăn rất nhiều. Mình sẽ đứng trên góc độ là một bạn sinh viên, cho nên là sẽ không phân tích quá nhiều về cấu hình, mà mình chỉ đi sơ qua thôi. Một chiếc iPad thì có RAM tối đa là 16GB, còn một chiếc MacBook thì có thể lên tới 64GB, cho nên có thể thuận tiện hơn trong việc sử dụng đa tác vụ mà không sợ bị lắc hay đứng máy. Về bộ nhớ thì cũng có thể là tùy theo từng dòng máy cũng như là tùy phiên bản mà mọi người lựa chọn, nên là mình không có nhắc tới ở đây. Vậy thì có điều gì để so sánh đâu ta? Nhìn chung thì một chiếc iPad có thể tiện lợi hơn bởi vì nó giống như một cái điện thoại cỡ lớn hơn vậy. Bạn có thể lấy ra nè, bật nút nguồn lên và nhập mật khẩu, mọi thao tác đăng nhập trong vòng chưa tới 2 phút nữa. Và cái việc mà các bạn lướt trên đó thì đọc văn bản, ghi chú văn bản cũng khá là nhanh. Khi mà đi học á, chỉ cần chụp màn hình lại cái tài liệu đó và nốt thẳng trực tiếp vào trong iPad là được, chứ không cần thiết là phải qua một cái ứng dụng khác như là Word hay là Excel để mà nốt lại. Và các bạn cũng có thể dùng cái iPad để mà chia sẻ khoảng khắc với bạn bè, với có cả camera trước lẫn camera sau các kiểu đồ đó. Và ngoài ra thì khi sử dụng iPad, các bạn có thể tích hợp thêm cả bàn phím rời cộng với là Apple Pencil để có thể biến nó thành một chiếc laptop phiên bản mini. Nhỏ gọn hơn thì không biết, nhưng mà có thể có những tính năng tương tự như một chiếc laptop. Và đến hiện tại thì những ứng dụng văn phòng như là Excel, PowerPoint cũng đã được tích hợp trên iPad rồi, cho nên là cái việc mà gọi là nhu cầu giải trí cũng như là những cái học tập cơ bản á, phần nào có thể đáp ứng được bởi chiếc iPad này nha. Nhìn chung thì iPad có thể tiện hơn thật nếu như bạn không phải là một người theo học những cái ngành nghề như là IT hay là đồ họa, cũng như là một cái ngành nghề về quan hệ công chúng truyền thông như mình, bởi vì khá là tiện, chỉ cần lấy ra và xài như một cái chiếc điện thoại cỡ lớn thôi và mọi thao tác đều có thể thực hiện ngay trên màn hình đó. Mặc dù đã nói rằng là những cái ứng dụng văn phòng hiện nay như là Excel hay Google Sheet, Google Doc và PowerPoint đều đã được tích hợp lên iPad, những cái ứng dụng điện thoại, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà trọn vẹn các tính năng như là ở MacBook được. Lấy ví dụ là khi mà mình chèn link vào trong Google Sheet thì nó sẽ không thể nào giữ nguyên cái văn bản, mà nó chỉ thay thế một cái đường link mới hoàn toàn vào cái test trước đó của mình mà thôi. Và khi mà sử dụng iPad á, thì mình khó có thể mà viết những cái đoạn văn nó tách nhau ra ở trong một khung sheet được, nếu như mà không có sự trợ giúp của bàn phím á, mà đâu phải lúc nào mình cũng đem theo bàn phím rời đâu, mà đôi khi là cái bàn phím rời đó nó còn bị lỗi nữa. Đối với ngành nghề của mình á, thì mình còn được yêu cầu là phải học thêm thiết kế đồ họa, rồi quay dựng phim và cinematic 4D nữa, cho nên mình nghĩ là cái việc đó khi mà thực hiện cho một chiếc iPad á, không phải là không được, nhưng mà nó sẽ khó có thể tối ưu hơn và nó sẽ khó làm hơn như là trên MacBook, bởi vì các tính năng á, mình không thể nào khai thác hết được, và gọi như là cái chất lượng nó cũng sẽ đi xuống đôi chút, và cái bộ nhớ hay cái sự mà đa tác vụ đồ đó nó cũng khó khăn hơn
cái RAM không bằng RAM của một chiếc MacBook mặt. Và kèm theo đó thì cái việc mà thiết kế cũng như là xem lại bản trình chiếu của slide như là slide PowerPoint hay là slide Canva cũng sẽ dễ dàng hơn khi mình xem trên iPad. Khi mình xem những cái bản trình chiếu, bản thuyết trình trên iPad thì nó sẽ dễ gặp cái tình trạng là ảnh tải không hết hoặc là ảnh bị lỗi. Còn khi mà xem trên MacBook hay laptop thì nó vẫn bình thường, cho nên mình nghĩ đây cũng là cái mặt hạn chế của iPad. Và thêm một vài điều nữa thì ở các trường đại học hiện nay thì cái việc mà giảng dạy cũng như là cái việc mà hướng dẫn sinh viên thực hành á đều sẽ được thực hiện trên laptop, trên MacBook, chứ mà mình ít thấy giảng viên nào là thực hiện trên iPad cả. Cho nên là cái việc đó cũng sẽ hơi bất tiện một xíu nếu như bạn là một người đang có ý định sử dụng iPad để thay thế hoàn toàn cho MacBook hay là laptop khi mà đi học nha. Ngoài ra thì còn có một điều nhỏ nhưng mà có thể bạn chưa nghĩ đến, đó là khi các bạn thuyết trình trên lớp á thì các bạn sẽ phải sử dụng cổng kết nối, một điều mà MacBook có thể ăn iPad, tại vì ở MacBook có nhiều cổng kết nối nè, và các bạn có thể dùng dây để mà kết nối với máy chiếu trên giảng đường để mà các bạn có thể trình chiếu cái slide thuyết trình và bài thuyết trình đó cho cả lớp cùng xem. Còn về việc mà dùng iPad để thuyết trình á thì mình thấy ít có giảng đường nào mà thực hiện cái hỗ trợ kết nối không dây và cũng ít thấy bạn sinh viên nào làm cái điều đó cả. Tuy nhiên, nếu bạn là một người theo học khoa học xã hội, khoa học nhân văn đồ đó và là một người học ngành mỹ thuật đồ á thì cái việc mà sử dụng một chiếc iPad sẽ là một cái lựa chọn tuyệt vời đối với bạn, bởi vì nó có thể đọc và ghi một cách nhanh chóng nè, bạn có thể ghi chú trên chính cái tấm ảnh màn hình mình vừa chụp, trên chính cái tài liệu của mình, và bạn có thể vẽ bằng những ứng dụng trên iPad mà không cần phải mua thêm một cái bản vẽ điện tử làm gì cả. Mình thấy nó khá là tiện lợi nếu như bạn không có yêu cầu cao về cái mặt với là quay dựng hay là những cái công nghệ thông tin đồ đó. Nói tóm lại thì cả iPad lẫn MacBook đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, cũng như là nó có những cái thế mạnh của riêng nó. Còn cái việc mà nên lựa chọn iPad hay MacBook thì mình nghĩ là cái đó sẽ phụ thuộc vào bạn, phụ thuộc vào việc là ngành nghề bạn chọn như thế nào, có yêu cầu cao về RAM, về bộ nhớ, về cấu hình hay là như thế nào hay không. Và từ đó bạn có thể biết được là mình nên chọn một em iPad hay là một em MacBook để phục vụ cho công việc học hành của mình nè. Tổng kết lại tất cả những điều mình vừa nói và để trả lời cho câu hỏi là sinh viên nên chọn iPad hay MacBook á thì chỉ có hai câu trả lời thôi. Tùy theo ngành nghề và tùy theo nhu cầu. Đối với những bạn nào mà ngành nghề không yêu cầu quá cao, hãy chọn mình một chiếc MacBook bởi vì sự tiện lợi. Còn đối với những bạn nào mà học ngành truyền thông, đặc biệt là giống như mình á, thì các bạn hãy chọn một em MacBook bởi vì nó có thể là đa tác vụ nè, và có thể hỗ trợ công việc là thiết kế đồ họa, quay dựng các kiểu đồ đó. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Hy vọng rằng những lời mình vừa nói sẽ giúp cho các bạn có được một cái em thiết bị ưng ý nhất nha. Còn nếu thấy hay cũng bổ ích, hãy cho mình một like và subscribe kênh Thế Giới Laptop nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.